Suốt nhiều tháng nay thì câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất đấy là khi nào thì Jolin quay trở lại với Sydney? Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi đây. Mẹ vẫn thế, vẫn luôn luôn lo lắng cho mình, căn dặn đủ điều, cứ như là Jolin mới đi du học lần đầu năm 15 tuổi vậy. Mẹ rất là hay rơm rớm mỗi khi mà mình đi, thế nên là anh trai mình đã trêu đưa giấy ăn cho mẹ. Con đi là để có những trải nghiệm mới và rồi sẽ sớm về với mọi người thôi, nên cả nhà đừng có nhớ con quá nha. Bye bye cả nhà nhá. Mấy tháng nữa lại gặp nha bố. Bye bye anh Quân. Mình cực kỳ sợ cái cảnh đưa tiễn chia ly ở sân bay vì chắc chắn là mình sẽ khóc, nên hôm ấy mình đã không cho ai nhà mình đi tiễn mình cả, mà ông anh trai vẫn nhất định đi. Và đến bên trong khi mà chỉ còn một mình thì mình trở nên mạnh mẽ hơn, tại vì mình biết từ bây giờ chặng đường này mình phải tự bước tiếp rồi. Đây không phải là một chuyến bay thẳng mà mình sẽ phải quá cảnh ở Singapore rồi từ Sing mới đi Sydney. Và chuyến bay này sẽ kéo dài trong 3 giờ 30 phút bay. Và lần này thì mình chọn bay hạng thương gia của hãng Singapore Airlines. Trời ơi, rất lâu rồi mình không bay cùng với cả SQ ấy. Hàng ghế đầu tiên lúc nào cũng có chỗ để cho nôi của em bé nằm nè. Và cũng chính vì vậy mà mình luôn chọn những cái ghế mà cách xa cái hàng ghế đầu đó. Thử tưởng tượng một cái chuyến bay mà nguyên chuyến nghe tiếng trẻ con khóc thì như thế nào. Cô này mặt tròn giống mình nhỉ? Xinh thế. Đây là tàu A350 và bây giờ thì hãy cùng mình khám phá xem là ghế hạng thương gia của Singapore Airlines như thế nào nhá. Nhìn mình vậy thôi chứ cũng hai lúa lắm luôn á. Đụng vào cái gì cũng uầy, uầy. Mình kiểu ngả lưng ghế ở đâu nhỉ? Công tắc ở đâu nhỉ? Cái gì đen đen này? Uầy, amazing. Cứ tiếp tục ấn là cái ghế nó sẽ đẩy xuống thành một cái giường luôn mọi người ạ. Mọi người thấy chân của mình đi vào sâu hơn không? Đấy, cái ghế nó từ 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 ngả ra. Thank you. Welcome drink thì mình chọn uống champagne. Bên cạnh chỗ để túi là cái chỗ để sạc điện thoại. Nhưng mà cái phần mà mình cảm thấy là kinh ngạc hơn nữa, đấy chính là một chiếc gương, một người bạn thân của mình. Hello. You're okay with that? Yeah. Chicken fried rice, yeah? Okay. I was expecting something more fancy, but the other one is salmon, but unfortunately we ran out of it. Sau đó thì mình nhắn tin mùi mẫn cho bố mẹ một chút, rồi cái dây an toàn sẵn sàng cất cánh các bạn đây. Ngày xưa ấy, mỗi lần mà được take off khỏi Nội Bài là mình cực kỳ hào hứng luôn. Thế nhưng mà sau 1.5 năm ở Việt Nam tránh dịch thì chuyến đi này thật sự không dễ dàng. Quá quyến luyến, chưa gì đã nhớ bố mẹ rồi. Cất cánh mình order một cốc hot chocolate uống cho nó ấm lòng. Đi du học bao nhiêu năm mà vẫn như là một tấm chiếu mới vậy. Chán ghê không? Thôi ăn cho nó đỡ buồn vậy nào. Đây là lúc này là tầm 7 giờ tối nên là nó đúng cái giờ ăn tối ở Việt Nam luôn, nên là mình ăn rất là ngon lành. Main course là món cơm gà phong cách Thái thì phải, nãy cô có nói. Ăn xong no nê rồi thì mình gập bàn vào rồi mình đi toilet một chút nhỉ. Tại cái giờ này chưa đến giờ đi ngủ ấy mọi người nên mình vẫn rất là hyper ấy. Khi mà đi máy bay thì mình thích mặc những cái gì nó phải thật là thoải mái, thật là rộng rãi để mình ngủ được ngon. Đây, quần cũng là quần biker shorts co giãn. Và đôi giày này không phải là mình muốn đi đôi giày này mà bởi vì nó rất là to nên mình đi luôn để tiết kiệm diện tích vali. Và đây là thói quen của mình mỗi khi ấn nút xả nước trên máy bay, chính là bịt tai. Quá chăm chỉ luôn, đi toilet xong rồi vẫn phải vào tranh thủ edit video. 10 outfit lên 3 đi quẩy mình vừa up tuần trước, bạn nào chưa xem nhớ ấn đường link bên trên nha. Vèo một cái đã hạ cánh quốc đảo sư tử Singapore rồi. Không thể nhớ nổi lần cuối mình đi Sing là khi nào luôn á. Ê mọi người, mình rất là muốn được mặc thử cái bộ đồng phục này của tiếp viên SQ nha. Trời ơi, nó ôm sát vào cơ thể của mình luôn á. Sexy. Sân bay Changi thì rất là rộng nên mình phải đi tàu để sang terminal khác. Ôi dồi ôi, xem ai này.
gặp luôn vợ chồng ông bạn thân của tôi trên cùng chuyến bay. Người ta bảo là chớ đi mùng 7, chớ về mùng 3, mà mình bay ngày 27. Nên là em sợ quá, em bảo không biết là cái này có phải là 27 chính là có số 7 ở đấy là xui rồi đó. Thời gian quá cảnh chỉ có gần 2 tiếng thôi, chờ rất là nhanh. Và bây giờ thì hãy cùng tới Sydney nào. Và chuyến bay này sẽ kéo dài 7 giờ 40 phút bay. Hi. Oh my god. Trời ơi, bà này bà dễ thương thực sự luôn đó mọi người. Nguyên dàn cabin crew đứng ở cửa chào luôn nè. As you see the video, we try our best to perform on the flight. Trời ơi, đi bay chuyến dài mà gặp đồng nghiệp tương tưởng như vậy thì hết sảy luôn đó mọi người. Thank you. Đây là tàu Airbus A380, là dòng máy bay chở khách lớn nhất trên thế giới. Ở đây thì mình đã được chuẩn bị cả tai nghe, nước, khẩu trang, dung dịch rửa tay, chăn ga, gối đệm giống như là ở khách sạn vậy. Oh, là gương, again. Ôi hồi bé mình khoái xem phim trên máy bay lắm, kể cả bay đêm cũng phải cố căng mắt ra mà xem. Nhưng mà thực sự là vào những cái chuyến bay đêm mà cần đúng cái giờ ngủ ở Việt Nam như thế này thì mình phải đi ngủ thôi các bạn ạ. Không có xem xét gì hết tầm này nha. Đây là tất và dép có sẵn trên máy bay và bạn tiếp viên rất là nice, đưa cho mình hẳn một cái túi để bọc cái túi của mình lại để ở dưới gầm lúc cất cánh và hạ cánh cho đỡ dơ túi á. Đến giờ đi ngủ rồi, có đánh răng thì ngủ mới ngon được. Và bây giờ là chuyên mục trải ga giường, có nghĩa là họ có một cái miếng lót để mình bọc vào toàn bộ cái ghế của mình ngồi. Với một đứa kỹ tính như mình thì như thế này thực sự cảm thấy rất là sạch sẽ luôn ý. Và còn có một cái gối nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, cực kỳ là thoải mái luôn. Tại vì mình không thích gối cao và cái gối này thì nó cực kỳ vừa phải. Lúc mà mình chuẩn bị ngủ này là sẽ còn 6 giờ 29 phút nữa là đáp Sydney. Mình order một chút vang trắng để ngủ cho nó gọi là vừa ngủ vừa phê pha một chút. Nhưng mình vừa mới nhớ ra là ủa vừa đánh răng xong mà ta, uống rượu có làm sao không nhở? Good morning. Thường thì mình không thích uống nước đóng hộp đâu, nhưng mà sáng sáng hôm mình uống cốc nước cam này thì nó fresh thế nhở. Mình xem cái phim này là phim mới về cô nương Diana này mọi người. Eo ơi, deep lắm. Bây giờ coi phim mình mới sờ đến cái điều khiển từ xa này. Cái này là để khi nào mình ngồi ngả lưng ra để mình không cần phải với chạm tay vào màn hình mà vẫn bấm được á. Vừa coi phim vừa ăn sáng nè. Đó, cái bàn nó trôi ra mà thanh lịch chua kìa. Đó, xong mình kéo về hướng lòng mình. Kéo, đấy, xong rồi mình mở ra cho nó to ra đấy. Bắt đầu một ngày mới thì dĩ nhiên là phải uống cà phê rồi. Trời ơi, các bạn nào cắt mái mới hiểu nha. Cả ngày chỉ có trải mái thôi á. May I get a muffin please? Muffin for you, sure. Do you need any croissant as well? No, that's it, thank you. Okay. Review một chút nhẹ nha. Đồ ăn lần này mình bay thì mình không thấy là ngon đâu. Thế nhưng mà service của Singapore Airlines thì Lúc mà take order ấy, thì bạn tiếp viên có giới thiệu là có một cái món này là đặc sản của Sing. Nhưng mà mình nghe thịt heo thì mình không khoái lắm. Nên là mình kiểu an toàn ấy, mình gọi một cái món rất là classic mainstream, đồ ăn sáng kiểu Tây, và cùng là fail. Thế nên mình nghĩ kinh nghiệm đã bay hãng nào thì nên ăn đặc sản của cái nước hãng đấy nha. Hối hận quá, đến giờ vẫn hối hận. Jolene ơi, are you ready to go home? Thực ra thì ban đầu mình cũng không định mua cái vé hãng thương gia này đâu, tại vì nó đắt gấp 4 lần hãng phổ thông ấy. Thế nhưng mà sau đấy mình nghĩ lại, mình thấy là cái số tiền này nó đổi lại cái sự thoải mái của mình. Tiền thì kiếm lại mấy hồi ấy, quan trọng là mình cảm thấy thoải mái và sau một chuyến bay dài mình hạ cánh không bị mệt ra đường, đúng không nào? Thú thực khi mà máy bay sắp hạ cánh thì lúc ấy trong lòng mình đã gợn lên rất là nhiều nỗi lo, tại vì mình đã bỏ ngang rất là nhiều công việc ở Hà Nội và đến Sydney tìm kiếm và gây dựng những cơ hội mới. Thế nhưng mà một chuyến đi mà có thể khiến mình vui như thế này thì chắc chắn đấy là một quyết định đúng đắn rồi các bạn ạ. Ha ha.
xong hành lý rồi, về nhà thôi. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những video của mình tại Úc và hãy luôn dõi theo hành trình của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ sẽ là chuyên mục Reacting to your comments. Bỏ qua những sự hoài nghi trong đầu, em có bao giờ nghĩ có thể hẹn đi uống nước với một người nam chưa từng quen biết để có sự trải nghiệm mới không? Thực ra em gần này tuổi đầu rồi, bảo là đi gặp một người nam chưa từng quen biết thì cũng chẳng phải là cái trải nghiệm gì nó mới mẻ nữa rồi. Người thân bạn bè giới thiệu mình chẳng quen biết là ai mình vẫn có thể đi gặp được. Hay là trên Tinder nói chuyện vài tuần, check mạng xã hội của nhau cũng có thể an tâm đi gặp được rồi. Thế nhưng mà nhá, những cái comment dạo trên kênh của em như thế này thì đúng là mới mẻ thật. Em nhận được cũng cả trăm cái comment mời đi cà phê như thế này rồi. Thế nhưng mà anh ạ, những cái hoài nghi trong đầu của em ý là nó không thể bỏ qua được. Anh biết cái nền giang hồ nó gọi nôm na là gì không? Là không uy tín. Câu hỏi này dài quá, không biết là mọi người có nhìn đọc được không? Em đã ra trường được 2 năm và là một giáo viên dạy toán. Trong năm nay, em có ý định sẽ đi du học thạc sĩ bên Úc, ngành quản trị và thạc sĩ về giáo dục. Em không biết có nên không, tại vì em thấy nhiều bạn em quen, gia đình rất cố gắng, tốn nhiều tiền đi du học, nhưng học xong vẫn về Việt Nam và hiện nhiều bạn thì còn chưa có việc làm. Có bạn thì bố mẹ lại xin vào nhà nước nên rất uổng phí. Gia đình em thì cũng không khá giả, nếu đi thì gia đình cũng phải lo và cố gắng rất nhiều. Hiện tại nếu em chọn ở nhà thì chắc sắp tới em sẽ xin vào nhà nước và dạy thôi ạ. Em rất phân vân vì một phần em không thực sự thích công việc nhà nước, một phần vì em muốn kiếm được nhiều tiền hơn để giúp đỡ gia đình. Em là chị cả và dưới em còn 2 em nữa. Ngoài ra em cũng vừa nhận được một lời mời làm quản lý ở một trung tâm. Em không biết là nên bỏ tất cả rồi đi du học và bắt đầu xây dựng lại mọi thứ hay tiếp tục ở trong nước và phát triển tiếp ạ. Ok, chị có 3 luận điểm muốn chia sẻ với em. Luận điểm đầu tiên là việc giả sử như là em ở lại Việt Nam làm việc đi. Thì cái thứ nhất là tại sao em lại phải nghĩ là chắc chắn là em sẽ phải vào nhà nước làm. Chính vì cái tư duy là mình phải vào nhà nước làm mà không có một cái plan B nào, nó cho em cảm giác là em muốn chạy trốn, là em sẽ phải đi du học. Luận điểm thứ hai, đấy là nếu mà đi Úc thì sẽ như thế nào. Nhiều người nghĩ đi du học là để kiếm tiền nhưng mà không có. Đi du học không phải để kiếm tiền mọi người ơi, tại vì chưa chắc đã kiếm được ra tiền để bù lại với cái tiền học nha. Đi du học là để trải nghiệm. Đi du học xong mà về nước thì thật là khó để có thể kiếm lại được tiền để bù vào tiền học. Còn nếu như em xác định là ở lại Úc để đi làm thì lúc ý nó sẽ kéo theo rất là nhiều yếu tố về vấn đề là định cư. Cái ngành của em học có dễ kiếm việc ở bên nước ngoài không? Thế rồi một tháng lương của em được bao nhiêu? Khi nào thì em mới có thể trả lại được cho bố mẹ tiền học và hỗ trợ vấn đề tài chính cho gia đình của em? Và thứ ba, chị muốn kể với em một câu chuyện của đứa bạn thân chị. Đấy là nó rất là muốn đi du học ở bên Nhật, tại vì cái thời điểm đấy là cái người bạn trai rất là lâu năm của nó cũng sang Nhật du học. Thế nhưng mà nhà nó thì lại cực kỳ là bình thường và nó rất là áy náy, tại vì nếu như bố mẹ nó phải lo tiền để cho nó sang Nhật du học thì cái đứa em trai của nó không biết sau này sẽ như thế nào, tại vì chỉ có thể lo được cho một đứa thôi. Thế nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn quyết định là sang Nhật và nó cực kỳ nỗ lực luôn, sang học tiếng Nhật này, đi làm thêm này, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống này, có thể là bố mẹ nó lo cho nó tiền học thôi này. Và vài năm sau thì chị thấy là gia đình của nó đã hỗ trợ cho em trai nó sang Pháp du học rồi luôn. Ở đây chị muốn nói là người trẻ chúng mình khi mà lập kế hoạch cho tương lai thì thường có cái xu hướng là phóng đại những cái rủi ro và khó khăn lên. Chỉ cần em chăm chỉ và biết kiếm tiền một cách thông minh thì chị nghĩ là ở Việt Nam hay là ở Úc mình vẫn đều có thể phát triển được cả. Nhưng mà chị tự nhìn bản thân chị và nhìn những cái bạn du học sinh mà không có điều kiện khác đang ở Úc thì chị thấy là những cô gái mà một thân một mình sang nước ngoài tự đi làm để trả tiền học, tự kiếm nhà, tự bươn trả cuộc sống bên này một mình đều phải là những cô gái rất mạnh mẽ. Và chắc chắn là nếu như em mà sang đây thì em cũng sẽ được tôi luyện để trở thành một cô gái mạnh mẽ như thế. Nhưng quan trọng là em có sẵn sàng đăng ký vào cái cuộc thi này không? Tại vì khi mà ở Việt Nam được ở gần gia đình, nhất là khi em là một người sống tình cảm chẳng hạn, thì cái việc ở Việt Nam nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mà em biết sao không? Kiếm tiền ở Việt Nam dễ hơn nhiều. Nhân tướng học thì cô này khó có chồng con. Ô, nhiều người trên mạng xã hội buồn cười nhỉ.
chẳng ai mướn, chẳng ai trả tiền, cứ thích tự xem tướng cho người ta cơ, mà lại còn ác mồm, ác miệng, vô duyên nữa chứ. Tức lên tôi lại lấy chồng đẻ luôn con cho mà thấy nhá.